Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 21 tháng 10 đến nay, gần 150 học sinh trường tiểu học Nguyễn Khuyến, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã phải nghỉ học do đa số các em có chung những triệu chứng như là sốt, mệt mỏi và đau bụng. Điều bất thường này đã gây lo lắng cho giáo viên, phụ huynh và đặc biệt là sức khỏe của hơn 1.000 học sinh. Đến sáng ngày hôm nay đã có khoảng 80 em đi học lại nhưng nguyên nhân vẫn chưa được xác định cụ thể. Tại lớp 5-5, trường tiểu học Nguyễn Khuyến, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, 1/3 học sinh của lớp vắng mặt ngày hôm nay. Nơi ghi sĩ số lớp, gần như không còn chỗ ghi thêm tên của học sinh nghỉ học. Và những chiếc ghế của các em đã được dẹp xuống cuối lớp. Đầu tiên có một bé, sau đó là chưa vô thì bắt đầu 3-4 bé nghỉ. Ngày mai là bắt đầu nghỉ thêm vài bé nữa, tổng cộng khoảng 10 bé. Rồi sau ngày, rồi cái nhiều khi do tâm lý nữa. Có đứa là nhăn nhó này là cũng cho về, sợ quá. Rồi cái đến ngày hôm sau là lên đến 15 bé. Trong khi đó, tại phòng y tế của trường Nguyễn Khuyến, lác đác vẫn có học sinh xuống phòng vì đau bụng. Nhiều em, sau khi nghỉ học, cũng đã quay trở lại trường dù vẫn còn mệt mỏi. Đi con nghỉ học một hôm. Dạ, con bị bệnh. Dạ, con bệnh sốt, nhức đầu, tiêu chảy. Thì bình thường là những ngày trước thì cũng có lúc có lên mười mấy em, cũng có lúc lên 20 em, mà cũng nói chung là cũng theo mùa. Ví dụ như là cái mùa nào mà mùa mưa đó, thì thường là học sinh nó bệnh nhiều. Tiểu học Nguyễn Khuyến là một trường bán trú với 1.065 học sinh. Tình trạng hơn 100 học sinh đồng loạt nghỉ học là chuyện rất bất thường. Hơn thế, các em đều có triệu chứng gần như nhau, nên người ta buộc phải nghĩ đến bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan qua đường tiêu hóa. Nói chung là nhà trường theo cái số lượng mà các em nghỉ thì ngay chính quản lý mình cũng cảm thấy hơi hoang mang. Thì hôm nay là nhà trường đã thông báo đến phụ huynh để trong hai cái ngày thứ bảy và chủ nhật các em nghỉ ở nhà. Nếu như mà các em có biểu hiện bệnh thì báo ngay cho nhà trường để theo dõi cái số lượng, là tuy rằng các em nghỉ nhưng mà cái diễn biến bệnh nó vẫn có tiếp tục. Trong chiều nay, Trung tâm Y tế Dự phòng của thành phố đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Trong đó 10 mẫu bệnh phẩm của học sinh, 5 mẫu bệnh phẩm của bảo mẫu, tất cả sẽ được chuyển về Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố và Viện Pasteur thành phố để tiến hành xét nghiệm song song và cho ra kết quả độc lập. Bên cạnh đó, mẫu nước uống, thức ăn của nhà bếp cũng được lấy mẫu, niêm phong chuyển về cơ sở xét nghiệm